Mang cái giấc mơ ấy đi đâu mà thực hiện thì đi, chứ đừng có loanh quanh ở cái đất này. Nhưng mà con muốn dành những điều tốt đẹp nhất lên chính quê hương của mình trước tiên ạ. Chả nhẽ ngày nào bà cũng phải nhắc với mày là cái đất này nó bạc lắm mà. Cháu chào bà. Cháu chào bà. Vâng, chào hai cô. Có chuyện gì đấy? Bà ơi, chiều nay mọi người lên ủy ban để kiến nghị cái việc không xây nhà vệ sinh ở trường. Thế bà có biết không? Thế à? Mọi người bảo là để cái nhà vệ sinh bằng tre chướng mắt quá nên là không đồng ý cho dựng. Cái Duyên ấy, nó học ở Hà Nội, được các thầy dạy dỗ cẩn thận, nó muốn mang cái văn minh về cho bọn trẻ. Thế sao các bà lại bảo là chướng mắt? Văn minh thế nào thì không biết, nhưng cả đời chúng cháu ấy cũng mong được xây bằng bê tông dùng cho đỡ khổ. Đằng này lại làm bằng tre nữa thì khác gì đổi mới lấy cũ hả bà? Bà, ở trên thành phố ấy, là người ta toàn xây nhà bằng gạch với bê tông thôi. Cô Duyên cô học ở đấy về ấy, là cô phải đổi mới tư duy cho bà con để tất cả được xây nhà bằng gạch với bê tông. Chứ xây bằng tre ấy, cháu thấy nó không hợp lý lắm. Tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi thấy chúng nó đi quyên tiền để xây đấy, chứ có lấy tiền của xã đâu. Bà ơi, chúng cháu hiểu tấm lòng của cô Duyên lắm, nhưng mà làm gì thì cũng phải hiểu mong muốn của người dân. Duyên ơi Duyên. Con là bà, sao hôm nay bà về sớm thế ạ? Đây, bà măng măng mới bổ kết về cho con đây. Thế mấy giờ thì ra xe? Dạ, 2 tiếng nữa xe mới chạy cơ bà. Thế là con có thêm thời gian ở bên bà ạ. Bà để con rót cho. Này, bà bảo này, từ nay con tập trung làm ăn ở trên thành phố ấy, đừng có cộng với đồng gì hết. Hôm qua con nói gì ở trên trường thì bà không biết, nhưng mà hôm nay có người nói với bà ấy là người ta không thích nhà vệ sinh tre nứa đâu, người ta sẽ lên ủy ban để phản đối đấy. Bà yên tâm, mọi người thắc mắc hôm qua con có giải thích rồi ạ. Chắc là do mọi người chưa hiểu thôi. Bà uống nước đi ạ. Mang cái giấc mơ đi đâu mà thực hiện thì đi, chứ đừng có loanh quanh ở cái đất này. Nhưng mà con muốn dành những điều tốt đẹp nhất lên chính quê hương của mình trước tiên ạ. Chả nhẽ ngày nào bà cũng phải nhắc với mày là cái đất này nó bạc lắm mà. Thôi cầm lấy, đi lên thành phố cho bà nhờ. Con có công việc, có lương mà bà. Đáng nhẽ con phải biếu tiền cho bà mới đúng ý. Gớm, chị nuôi được bản thân là bà mừng lắm rồi. Chứ bà nhà túc tắc chợ búa bà vẫn kiếm được, chưa đến nỗi phải tiêu tiền của chị đâu. Dạ, con xin lỗi. Cũng chỉ tại con muốn theo đuổi ước mơ của mình mà bà phải gặp nhiều rắc rối thế này ạ. Ừ, thì bà cũng muốn con thực hiện giấc mơ lắm chứ. Nhưng mà đất lề quê thói, con làm cái gì thì cũng phải trông trên ngó dưới con nhá. Dạ vâng. Thôi đi vào chuẩn bị, còn ra xe không có muộn. Dạ.